Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Tiếp tục với chủ đề ray 500, hôm nay mình sẽ hướng dẫn một số chi tiết nhỏ mà chúng ta thường gặp khi lắp đặt thanh ray. Và trong chủ đề ngày hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một tính năng mới của đèn ray 500. Cùng mình đón chờ ở phần cuối video nhé. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính nào. Những phụ kiện đi kèm khi lắp đặt đối với dòng đèn ray thì mình đã giới thiệu ở những video trước. Bạn nào mới theo dõi kênh hoặc những bạn đã theo dõi nhưng chưa xem thì có thể vào kênh của mình để tìm hiểu rõ hơn. Đầu tiên thì chúng ta thấy đó là đầu cấp nguồn với chức năng dẫn điện từ bộ chuyển đổi nguồn vào mạch đồng của thanh ray. Tuy nhiên rất nhiều bạn lắp vào ray không khớp dẫn đến việc đèn không sáng, các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Tiếp theo là nối thẳng cũng có chức năng như đầu cấp nguồn, chúng sẽ giúp dẫn điện từ thanh ray đã được cấp nguồn điện đến thanh ray tiếp theo. Tương tự như nối thẳng thì nối nguồn dẻo cũng được dùng để dẫn nguồn điện từ thanh ray này sang thanh ray khác, nhưng thường ở các vị trí uốn cong hoặc góc cạnh. Bộ chuyển đổi nguồn dành cho ray 500 hiện tại có hai loại, đó là nguồn rời và nguồn đúc. Khác với nguồn rời cần phải dấu âm trong trần và cần đầu cấp để dẫn điện, thì nguồn đúc lại vô cùng tiện lợi trong việc tháo lắp cũng như trong việc bảo trì bảo quản khi được gắn trực tiếp trên thanh ray. Và tính năng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó chính là sử dụng điều khiển từ xa để bật tắt cũng như điều chỉnh màu sắc. Độ sáng của hệ đèn ray 500, ở video trước mình đã giới thiệu đến các bạn ba màu riêng biệt của đèn ray, đó là 3000K ánh sáng vàng, 4000K ánh sáng trung tính và 6000K ánh sáng trắng. Tuy nhiên đối với hệ đèn ray thông minh điều khiển từ xa, thì ba màu ánh sáng đã được tối ưu lại trong một hệ đèn và bạn chỉ cần chọn màu mà mình thích thông qua bộ điều khiển. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm like and subscribe để đón chờ những sản phẩm mới hơn mà Agassi mang lại. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.